Giải pháp ngăn ngừa TPD hiệu quả: một tấm tôm bằng soi mắt trước khi thả vào ao nuôi, cung cấp màng bảo vệ bằng hệ vi sinh đặc hiệu, ngăn chặn sự xâm nhập của Vibrio ngay từ ban đầu với liều một gói cho 1 mét khối nước. 2. Tạt vi sinh liều cao vào ao vèo trước khi thả giống một ngày, duy trì hàng ngày sau khi thả giống với liều một gói cho 1.000 mét khối nước, giúp duy trì môi trường ao nuôi trong tình trạng kháng khuẩn Vibrio tốt nhất. 3. Tạt hơ ga ngay trước khi thả giống với liều một chai cho 1.000 mét khối nước và duy trì hàng ngày sau khi thả giống đến ngày thứ 15. Đây là bước quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe gan tụy tôm và tăng tỷ lệ sống cho tôm. 4. Hạn chế việc diệt khuẩn trong 15 ngày đầu của vụ nuôi để tạo điều kiện cho vi sinh vật có lợi phát triển mạnh mẽ và bảo vệ sức khỏe của tôm. Các sản phẩm trong giải pháp bao gồm soi mắt, sự kết hợp của 6 chủng Bacillus và đặc biệt là chủng vi khuẩn sản sinh lactic đặc hiệu, giúp ngăn chặn sự phát triển của Vibrio độc lực cao một cách mạnh mẽ. Bộ đôi ProGood và Aquamod tăng cường sức khỏe tổng quát và hiệu suất nuôi, đồng thời giúp tăng cường hệ vi sinh trong đường ruột, cải thiện hàng rào ruột và tăng sức đề kháng cho tôm. Biomax Postbiotic tiên tiến độc đáo, kiểm soát khuẩn ruột, phục hồi nhanh hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột, chống viêm và chống hiện tượng lần kháng sinh. ProSure tiêu diệt vi khuẩn Vibrio trong đường ruột và gan tụy tôm, đồng thời bổ sung chất béo cần thiết cho sự tăng trưởng của tôm. Herga chiết xuất từ 15 loại thảo dược tự nhiên giúp phục hồi gan tụy tôm và cải thiện tỷ lệ sống của tôm.